Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Kính thưa quý cô bác, gan và thận hoạt động tương tự như hoạt động của xe hơi, tức là nó đảm bảo cả quá trình hoạt động của các bộ phận khác. Hàng ngày thì gan phải thực hiện quá trình tiêu hóa, xử lý và thải lọc chất độc trong máu. Thế nhưng đồ ăn thức uống của chúng ta ăn, bầu không khí chúng ta thở đều có thể chứa chất độc làm hại gan thận. Quá trình đào thải chất độc được diễn ra tại thận và thải độc thông qua nước tiểu. Khi đó, môi trường axit bazơ sẽ được cân bằng, giúp cơ thể hoạt động tốt hơn. Vì vậy, hai bộ phận này được xem là một bộ máy mini giúp xử lý độc tố. Bộ máy này rất quan trọng đối với sức khỏe và cơ thể con người. Vậy khi gan và thận bị tổn thương thì phải làm sao để có thể phục hồi chức năng nhanh chóng? Rất nhiều cô bác đã gửi câu hỏi về cho chương trình mong được trợ giúp về cách để cải thiện chức năng gan thận khi bị suy yếu. Vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay, Sống Khỏe Mỗi Ngày sẽ cùng cô bác đi tìm hiểu một bí kíp vô cùng đơn giản giúp cô bác cải thiện chức năng thận rất hiệu quả. Đó là một bài tập chỉ kéo dài 4 phút và hoàn toàn có thể thực hiện ngay tại nhà. Vậy bài tập đó gồm những động tác nào, cách thực hiện ra sao và hiệu quả mang lại như thế nào? Cô bác hãy cùng tìm hiểu nhé! Theo y học cổ truyền, gan và thận được xem là hai bộ phận khởi nguồn cho sinh mệnh. Bên cạnh đó, chúng còn là một bộ phận có chức năng cung cấp sinh lực và năng lượng cho con người. Hơn thế, gan và thận được xem là một nơi sinh ra các hormone có lợi. Những hormone này sẽ giúp cơ thể tạo ra các tế bào máu và duy trì sự sống. Chính vì những điều trên, khi gan và thận bị yếu, các hoạt động hàng ngày của cơ thể sẽ bị ảnh hưởng. Hơn vậy, việc gan thận suy yếu còn khiến khí huyết âm dương đang tồn tại trong cơ thể mất cân bằng và gây ra nhiều mối nguy hại khác. Khi đó, những tác động từ các bài tập chữa thận yếu, tăng cường chức năng thận sẽ giúp cho cô bác cải thiện chức năng vốn có của thận, đồng thời giúp cơ thể của người bệnh trở nên tốt hơn, phòng ngừa sự xuất hiện của nhiều bệnh lý nguy hiểm liên quan đến thận. Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng khám phá bài tập 4 phút tại nhà để cải thiện chức năng gan và thận của bác nhé. Động tác thứ nhất, kiễng chân và đi kiễng chân. Bài tập kiễng chân và đi kiễng chân giúp cho người bệnh cải thiện chức năng gan thận, khắc phục bệnh thận yếu và cải thiện khả năng hoạt động của gan, đồng thời phòng ngừa một số bệnh lý khác liên quan đến thận. Bên cạnh đó thì bài tập kiễng chân và đi kiễng chân giúp người bệnh cải thiện chức năng của phổi, nâng cao sức khỏe của hệ tim mạch. Hơn nữa là bài tập này còn giúp cho hệ thống thần kinh được cải thiện, quá trình lưu thông máu cũng trở nên tốt hơn. Việc thực hiện bài tập kiễng chân và đi kiễng chân chữa thận yếu, tăng cường chức năng gan thận một lần một ngày sẽ giúp người bệnh kích thích các huyệt vị dưới lòng bàn chân, đồng thời nâng cao sức khỏe và cải thiện chức năng gan thận. Cách thực hiện: cô bác thực hiện kiễng chân trong 3 phút bằng cách nhẹ nhàng nâng gót chân lên cao và từ từ hạ xuống. Sau khi kiễng chân, người bệnh thực hiện động tác đi kiễng chân. Liên tục lặp lại các động tác kiễng chân và đi kiễng chân nhiều lần trong 10 phút. Lưu ý là người bệnh không được thực hiện bài tập kiễng chân và đi kiễng chân quá nhanh hoặc sử dụng một lực quá mạnh. Những người mắc các bệnh về xương khớp thì không nên sử dụng bài tập này. Động tác thứ hai, đi bằng gót chân. Tập đi bằng gót chân là thói quen rất tốt với bệnh nhân bị gan thận suy yếu. Người mắc bệnh thận yếu nên tập thói quen đi bằng gót chân. Bằng cách này sẽ giúp kích thích các huyệt đạo ở bàn chân liên kết với gan thận được kích thích tuần hoàn. Tại vị trí lòng bàn chân có các huyệt chính là huyệt Thái Khê và huyệt Dũng Tuyền. Bài tập chữa thận yếu này rất đơn giản và dễ thực hiện, đồng thời lại tốt cho thận và giúp hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý khác ở cơ quan dưới. Người bệnh tốt nhất nên duy trì thói quen này hàng ngày. Cách thực hiện: bước 1, đầu tiên người bệnh đứng thẳng và hơi tựa phần hông ra phía sau. Bước 2, cô bác đi thẳng người nhưng lưu ý tạo lực phía gót chân, tì gót chân khi đi. Mỗi ngày nên duy trì thói quen này trong 15 phút đến 30 phút. Nếu như cô bác thấy gót chân đau thì có thể đi bình thường và thực hiện khi cơn đau biến mất. Động tác thứ 3, nắm chặt tay. Bài tập nắm chặt tay chữa thận yếu, tăng cường chức năng thận sẽ giúp người bệnh giữ lại tinh khí,
đồng thời bổ sung nguyên khí cho gan thận, từ đó giúp thận khỏe mạnh và duy trì các hoạt động thường ngày, đồng thời giúp thận làm việc hiệu quả hơn. Cách thực hiện: đặt ngón cái ở giữa lòng bàn tay, bốn ngón tay còn lại gập xuống để giữ chặt ngón tay cái, giữ nguyên trạng thái trong 5 phút. Thả lòng tay và lặp lại động tác thêm một lần nữa. Người bệnh cần kiên trì thực hiện động tác 2 lần một ngày. Động tác thứ tư, bài tập thở, cực tốt cho gan và thận. Bài tập này được biết đến để tăng cường các chức năng gan thận, đặc biệt cải thiện sức khỏe cho những người bị xơ gan và gan viêm gan. Bài tập thở này còn hỗ trợ kích thích gan và hỗ trợ cải thiện nhiều chức năng của lá lách. Cách thực hiện: bước 1 là cô bác cần ngồi thẳng lưng, bắt chéo chân và thả lỏng cơ thể. Bước 2, hít thở thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng. Mỗi chu kỳ thở này nên thực hiện trong 15 giây, sau đó tiếp tục lặp lại với việc hít thở nhẹ nhàng. Để bài tập đem lại hiệu quả cao nhất, hãy thực hiện bài tập này đều đặn 15 phút mỗi ngày. Động tác thứ 5, bài tập giãn cơ. Tư thế này giúp cải thiện sức khỏe cho những người mắc bệnh xơ gan. Nó giúp cho lượng máu và oxy lưu chuyển tự do trong cơ thể, chuyển hóa chất béo và đào thải độc tố. Không những vậy, bài tập này còn không đòi hỏi phải vận động quá mạnh nên không tốn nhiều sức lực. Điều này rất có lợi cho việc giúp thận thực hiện chức năng thải độc tốt hơn, từ đó làm giảm sự mệt mỏi hàng ngày cho người bệnh. Cách thực hiện: cô bác cần ngồi thẳng lưng, hai chân bắt chéo, đưa một tay lên vòng qua vai, tay còn lại vòng qua mạng sườn, sao cho hai tay bắt lấy nhau ở sau lưng, giữ nguyên tư thế và hít thở đều, tiến hành đổi tay và lặp lại tư thế này nhiều lần. Động tác thứ 6 giúp gan thận tốt hơn với bài tập xoay người. Đây là bài tập đặc biệt, rất có lợi cho gan thận. Nó giúp giảm bớt áp lực lên các cơ quan này, từ đó giúp gan thận khỏe mạnh hơn, đồng thời giảm căng thẳng và các bệnh lý về gan như viêm gan, xơ gan hay là suy thận. Tư thế này được thực hiện bằng cách: bước 1, ngồi bắt chéo hai chân, đưa chân trái băng qua chân phải, sao cho đầu gối được nâng lên trên tựa vào thành bụng, đồng thời tay trái đưa ra phía sau, tay phải giữ lấy chân trái. Bước 2, sao cho đầu gối được nâng lên trên tựa vào thành bụng, đồng thời tay trái đưa ra phía sau, tay phải giữ lấy chân trái. Bước 2, quay đầu từ từ sang phía bên phải, hướng mắt nhìn thẳng. Bước 3, giữ tư thế này trong khoảng 10 giây rồi đổi bên. Cần thực hiện lặp lại động tác này trong khoảng 15 phút mỗi ngày. Tập thể dục không chỉ giảm mỡ cơ thể mà nó còn tăng khối lượng cơ thể, ảnh hưởng đến sự trao đổi chất, dễ dàng đối phó trong trường hợp bệnh thận phát triển. Động tác thứ 7 đó là bài tập cánh cung, cải thiện cực tốt tình trạng gan thận. Bài tập thể dục này đem lại hiệu quả cực kỳ tốt cho những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ và suy thận mãn tính. Nó sẽ giúp cho gan thận được co giãn và kích thích, tăng cường những hoạt động của hai cơ quan này. Lượng mỡ tích tụ trong cơ thể sẽ bị đốt cháy và sản sinh năng lượng cho hoạt động. Cách thực hiện: bước 1, cô bác hãy nằm sấp, nâng cao chân và thân của cô bác một chút. Bước 2, dùng phần bụng làm điểm tựa cho cơ thể, đưa tay đặt giữa chân của cô bác, đồng thời ngẩng cao đầu. Cô bác nên giữ tư thế lâu nhất có thể cho đến khi cảm thấy khó chịu. Hãy nghỉ ngơi một chút và tiếp tục lặp lại tư thế đó, lặp lại khoảng 10 lần. Mỗi ngày, người bệnh có thể thực hiện một nhiều hoặc thực hiện tất cả những bài tập chữa thận yếu, tăng cường chức năng thận đều được. Những bài tập này đều mang tính an toàn và có khả năng chữa bệnh rất cao. Tuy nhiên, người bệnh cần phải kiên trì thực hiện bài tập đều đặn mỗi ngày thì những bài tập mới có thể phát huy được tối đa công dụng. Bên cạnh đó, cô bác cũng cần thường xuyên đến bệnh viện để kiểm tra mức độ phát triển bệnh lý, đồng thời áp dụng những phương pháp điều trị chuyên sâu theo sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Điều này sẽ giúp cô bác nâng cao sức khỏe và rút ngắn thời gian chữa bệnh. Thưa quý cô bác, thực hiện những bài tập này sẽ giúp cô bác có một cơ thể khỏe mạnh, đặc biệt là đối với những ai đang mắc các bệnh lý về gan thận thì đây là liệu pháp hiệu quả để đẩy lùi bệnh tật. Bởi vì 7 bài tập chữa thận yếu tăng cường chức năng thận này đã được kiểm chứng là đạt hiệu quả rất tốt. Do vậy, cô bác có thể tham khảo và tập theo, đồng thời chia sẻ video này tới những người thân và bạn bè để mọi người biết và chủ động luyện tập mỗi ngày, từ đó giúp bản thân và mọi người duy trì tốt sức khỏe gan thận. Bên cạnh việc tập luyện, cô bác cũng cần phải có một chế độ ăn uống hợp lý. Đây có lẽ cũng là cách chăm sóc sức khỏe dễ nhất mà cô bác có thể áp dụng bên cạnh việc tuân thủ bài tập vừa rồi. Vậy cô bác có biết tới chế độ ăn uống tốt cho những người bị suy giảm chức năng gan thận thì nên gồm những loại thực phẩm gì không? Ăn gì mới tốt cho gan và thận?
Các bác đừng lo lắng khi chưa biết đó là những thực phẩm gì, bởi trong phần tiếp theo, Sống Khỏe Mỗi Ngày sẽ cùng cô bác đi tìm hiểu chi tiết về ba loại thực phẩm được mệnh danh là một đen hai đỏ, giúp cô bác chăm sóc gan thận rất hiệu quả. Vậy một đen hai đỏ là những loại thực phẩm nào, tác động tích cực của chúng ra sao đối với gan thận? Cô bác hãy cùng lắng nghe và tìm hiểu nhé. Đầu tiên nói về thực phẩm màu đỏ, có lẽ cô bác sẽ liên tưởng ngay đến công dụng giàu chất sắt tốt cho máu gan và cải thiện chức năng thận. Và hai loại thực phẩm được chuyên gia sức khỏe khuyên dùng ngay sau đây thậm chí còn có tác dụng tuyệt vời hơn như vậy. Hai loại thực phẩm đỏ giúp cải thiện sức khỏe, ngăn ngừa ung thư bao gồm: loại thực phẩm đỏ đầu tiên chính là táo đỏ, hay còn được gọi là táo tàu. Trong táo đỏ có chứa nhiều thành phần hoạt chất có lợi cho sức khỏe như phenolic, flavonoid, acid triterpenic, vitamin C và polystyrene. Bên cạnh đó thì nó còn chứa hàm lượng vitamin khoáng chất chất xơ rất cao. Ăn táo đỏ giúp chống viêm, ngăn chặn ung thư, kích thích hệ miễn dịch, chống nhiễm trùng, bảo vệ gan, chống oxy hóa và bảo vệ đường tiêu hóa. Táo đỏ còn có công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, cụ thể bao gồm: thứ nhất là táo đỏ có công dụng cải thiện giấc ngủ, tăng cường chức năng não. Trong y học, táo đỏ được dùng thay thế để cải thiện giấc ngủ cho những người mất ngủ kinh niên và giúp cải thiện chức năng não. Chất saponin có trong táo đỏ giúp giảm căng thẳng lo âu rất hiệu quả. Ngoài ra, nó còn giúp cải thiện trí nhớ, làm cho các tế bào não không bị tổn thương bởi các chất phá hủy thần kinh khác. Một số nghiên cứu cho thấy là dùng chiết xuất táo đỏ đã tăng thời gian và chất lượng ngủ ở chuột. Trước khi đi ngủ, nên uống một tách trà táo đỏ sẽ giúp ngủ ngon hơn mà không lo sợ với chứng mất ngủ. Công dụng tiếp theo là táo đỏ phòng ngừa bệnh Alzheimer. Để phòng chống lại bệnh suy giảm trí nhớ Alzheimer thì nên sử dụng nước ép táo đỏ. Đây là nghiên cứu của một số nhà khoa học. Họ thực hiện dựa trên loại động vật chuột bằng cách thiết lập chế độ ăn dựa trên táo. Và quả thật bất ngờ khi độ thông minh và trí nhớ của chúng được tăng lên hẳn. Khi sử dụng thì nên ăn cả vỏ táo để tốt hơn cho não bộ, bởi vì vỏ táo có chứa các dưỡng chất tốt cho não bộ và chống lại độc tố có hại cho não bộ. Công dụng thứ ba của táo đỏ đó là rất tốt cho tim mạch. Táo đỏ chứa kali và rất ít natri, làm cho mạch máu thư giãn và duy trì huyết áp ở mức ổn định. Sử dụng 2-3 quả mỗi ngày giữ cho trái tim của cô bác vô cùng khỏe mạnh. Bên cạnh đó, nó còn góp phần quan trọng hạ huyết áp do polyphenol và chất xơ có trong thành phần dưỡng chất táo làm tan cholesterol, giảm các dấu hiệu liên quan đến mảng bám và dạng viêm ở các thành mạch. Đại học bang Florida ở bang Tallahassee năm 2011 chứng minh là táo đỏ giảm cholesterol xấu LDL. Cuối cùng, táo đỏ có công dụng tăng cường miễn dịch và ngăn ngừa ung thư. Phenolic chứa trong chiết xuất của táo đỏ làm tăng hoạt chất chống oxy hóa. Các enzyme chống oxy hóa hoạt động nhanh hơn tế bào gốc tự do nên mới ngăn được sự phát triển của mầm bệnh ung thư. Một số nghiên cứu cho thấy là oxy hóa của táo đỏ chống viêm nên hạn chế được ung thư vú, ung thư ruột kết và kể cả tình trạng lão hóa da. Oxy hóa không phải là yếu tố duy nhất trong việc ngăn ngừa ung thư, mà bên cạnh đó còn cần kết hợp với các dưỡng chất như vitamin A, vitamin B, vitamin C và hàm lượng magie cung cấp giúp cho cơ thể có được hệ miễn dịch tốt hơn, ngăn chặn sự xâm hại của các thành phần xấu. Loại thực phẩm đỏ thứ hai được khuyên dùng để ngăn ngừa sự ung thư và cực kỳ bổ cho gan thận đó chính là đậu đỏ. Đậu đỏ là loại thực phẩm bổ dưỡng, có tác dụng của đậu đỏ thì rất tuyệt vời như hàm lượng protein, chất xơ và vitamin dồi dào. Đậu đỏ thường được chế biến ở dạng nguyên hạt hoặc xay ra thành bột đậu đỏ. Khi biết về những công dụng của bột đậu đỏ, cô bác có thể sẽ rất hào hứng khi sử dụng loại nguyên liệu này. Hàm lượng dinh dưỡng trong đậu đỏ giúp cải thiện tổng thể sức khỏe của người thường xuyên sử dụng. Không những vậy, đậu đỏ và bột đậu đỏ còn có thể giúp cô bác giảm cân, ổn định định lượng trong máu và hạn chế nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Một số công dụng cụ thể của đậu đỏ đối với sức khỏe có thể kể đến. Công dụng thứ nhất, giúp kiểm soát tình trạng bệnh đái tháo đường. Chứa hàm lượng protein cùng chất xơ cao đáng kinh ngạc, đậu đỏ chính là một loại thực phẩm có tác dụng tuyệt vời giúp kiểm soát mức đường huyết trong cơ thể luôn ổn định.
Các nghiên cứu trên động vật còn cho thấy protein chứa trong đậu đỏ có khả năng ức chế aglucidase trong đường ruột. Aglucidase trong đường ruột là một loại enzyme có nhiệm vụ phá vỡ các carbohydrate phức hợp như tinh bột và glycogen. Tác dụng này khiến cho đậu đỏ trở thành một sự lựa chọn tuyệt vời nếu các bác có thể bổ sung vào chế độ ăn, chế độ điều trị, kiểm soát cũng như ngăn ngừa bệnh đái tháo đường. Công dụng tiếp theo của đậu đỏ đó là giúp cải thiện sức khỏe cho tim mạch. Đậu đỏ chứa hàm lượng chất xơ, folate, kali, magie và vitamin B cao nên nó được xem là nguồn thực phẩm nổi tiếng cho tốt cho tim mạch. Ăn đậu đỏ thường xuyên như là một phần trong chế độ ăn uống giúp cho cô bác có một trái tim khỏe mạnh, đồng thời giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành. Chất xơ tiêu hóa trong đậu đỏ sẽ giúp điều chỉnh hàm lượng cholesterol trong cơ thể ở một mức thích hợp. Ngoài ra thì kali trong đậu đỏ còn giúp mạch máu giãn nở, từ đó tăng cường lưu thông máu, giúp mức huyết áp và áp lực tác động lên thành tim được giảm bớt đáng kể. Công dụng thứ ba và quan trọng không thể bỏ qua của đậu đỏ đó là giúp ngừa ung thư và đột quỵ. Các chuyên gia y tế về sức khỏe đã chứng minh nước đậu đen là thức uống tốt nhất để ngăn ngừa nhồi máu cơ tim, đột quỵ và ung thư. Nguyên nhân là đậu có vai trò rất quan trọng là chất oxy hóa và chống viêm, có thể làm giảm nguy cơ ung thư và làm loại bỏ các gốc tự do gây ung thư. Trong nước đậu đỏ rang có chứa chất saponin và clinan, có thể giúp ngăn ngừa sự phát triển của các khối u. Tinh bột kháng là một loại khác có trong đậu đỏ, có thể bảo vệ các tế bào và ngăn ngừa ung thư đường ruột. Không những vậy, hàm lượng chất xơ cũng làm giảm nguy cơ ung thư. Bên cạnh hai loại thực phẩm đậu đỏ, một loại thực phẩm đen cũng rất tốt cho sức khỏe và ngừa ung thư không thể bỏ qua, đó chính là đậu mè nguyên vỏ. Mè đen nguyên vỏ tuy nhỏ bé nhưng lại có những lợi ích rất thần kỳ đối với sức khỏe, có thể kể đến như đầu tiên, mè đen là nguồn thực phẩm giàu chất xơ tốt, tiêu thụ khoảng 30g hạt mè chưa bóc vỏ, tương đương với 3 muỗng canh, cung cấp cho cơ thể 3,5g chất xơ, chiếm 12% lượng chất xơ mà cơ thể cần hàng ngày. Chất xơ có tác dụng trong việc hỗ trợ sức khỏe đường tiêu hóa. Ngoài ra thì gần đây các nhà khoa học còn chỉ ra việc tăng chất xơ trong khẩu phần ăn hàng ngày có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim, một số bệnh ung thư, béo phì và đái tháo đường tiếp 2. Lợi ích thứ hai mà mè đen mang tới cho sức khỏe là giúp giảm cholesterol và chất béo trung tính. Một số nghiên cứu cho thấy rằng thường xuyên ăn hạt mè có thể giúp giảm cholesterol và lượng chất béo trung tính cao. Đây là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Hạt mè có 15% chất béo bão hòa, 41% chất béo không bão hòa đa, chất béo no đa nguyên và 39% chất béo không bão hòa đơn. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc ăn nhiều chất béo không bão hòa đa và chất béo không bão hòa đơn so với chất béo bão hòa có thể giúp giảm cholesterol và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Ngoài ra thì hạt mè còn chứa hai loại hợp chất thực vật là lignan và protoglyceron có tác dụng giảm nồng độ cholesterol. Không chỉ vậy, mè đen còn có tác dụng hỗ trợ kiểm soát lượng đường ở trong máu. Hạt mè chứa ít tinh bột nhưng lại rất giàu protein và chất béo lành mạnh nên có tác dụng hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu, rất thích hợp cho người bị đái tháo đường. Ngoài ra trong loại hạt này có chứa pinocrotoxinon, một hợp chất có thể giúp điều chỉnh lượng đường ở trong máu bằng cách ức chế hoạt động enzyme tiêu hóa mannose, một chất được sản xuất trong ruột của cô bác từ quá trình tiêu hóa các loại thực phẩm giàu tinh bột như cơm, bánh mì, mì ống, bún, phở. Việc pinocrotoxinon ức chế quá trình đường tiêu hóa mannose có thể dẫn đến lượng đường ở trong máu thấp hơn. Thưa quý cô bác, hy vọng với những thông tin mà Sức Khỏe Mỗi Ngày vừa chia sẻ sẽ giúp quý cô bác tự tin hơn trong quá trình tập luyện cũng như xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe gan và thận của bản thân và gia đình. Đồng thời mong rằng cô bác sẽ luôn tin tưởng và đồng hành cùng Sức Khỏe Mỗi Ngày thật lâu hơn nữa trong hành trình chinh phục sức khỏe và tuổi thọ. Còn bây giờ cảm ơn quý cô bác đã quan tâm theo dõi chương trình hôm nay. Quý cô bác hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới để chúng tôi có thể trả lời trong những chương trình tiếp theo. Và đặc biệt cô bác đừng quên chia sẻ video và ấn nút đăng ký kênh để nhận nhiều thông tin bổ ích về chăm sóc sức khỏe. Từ đây xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác.